kiểu này. Đấy, anh rất là nhá. Rồi bây giờ mình ghi vào bài đã. Rồi tìm giá trị thích hợp của quả trứng. Bài thứ hai ta vẽ và không vở. Ta nhớ bài 2. Mình sẽ cho tích lũy thì được không? Cái bảng ở trong sách giáo khoa đây là bài số 2. Sách giáo khoa. Sách giáo khoa trang 63. Ta cũng kẻ cái bảng vào. Mấy cột mấy dòng và mình đứng trước đi. Có hai dòng, dòng x, dòng y này, cột 1, 2, 3, 4, 5, 6, tất cả cũng có 6 cột, 2 dòng. Bây giờ mình điền các giá trị thì mình sẽ cho sẵn trong bảng này. Dòng trên là x, dòng dưới là y. Trường hợp thứ nhất là x bằng 6, y bằng 4, rồi x bằng 15, y bằng ngoài trần. Để thấy cái để ở trần đây nhá thì bằng 2 nhá. Con để đấy nguyên là cho 21 này, tính này, ngoài trần này và 26 này. Đây là ngoài trần cần điền này, 28 này. Câu 2 nhá. Chúng ta hỏi là xác định hệ số tỷ lệ của y đối với x. Là hệ số tỷ lệ của y đối với x đây là phải theo công thức này, nhá. Được chưa nào? Và viết công thức y theo x. Đó. Chúng ta lập tỷ số y theo x. Y theo x. Đây, số tỷ lệ k. Có nghĩa là mình sẽ lập là đây nhá, con có này. X dựa đây này, dựa với cái đề quan này. Trong bảng mình sẽ cho giá trị y theo x, x có trước. Đó. X bằng 6 thì y bằng 4. Được chưa? Và ta biết công thức thì ta có thể lập luận từ câu trước sẽ cho là x và y là hai đại diện thuận thì mình biết công thức của bác nhá. Ta lập luận này. Thì x và y là hai đại lượng. Đại lượng. Tỷ lệ thuận. Thì đây là bài cho này. Đó. Nên mình suy ra nên ta có công thức y bằng k nhân x, trong đó k là cái hằng số k không, cái đúng nghĩa như vậy. Bây giờ tôi thay này, thay x bằng 6 y bằng 4, thay nghĩa là tôi thay là thay x bằng 6 rồi y bằng 4 vào công thức 1 nhá, thì gọi là 1 và 1. Ta có cái gì? Chỗ nào có x hay bằng 6, chỗ nào có y hay 4. Y là 4 bằng k nhân với x là nhân 4 tức nhân 6. K nhá, là 6 tức là suy ra k của mình bằng 4 phần 6 như gọi thì bằng 2 phần 3. Như vậy mình tính được hệ số tỷ lệ của y với x là k bằng 2. Hệ số, ta trả lời hệ số tỷ lệ của cái này phải hiểu rõ nghĩa nhá, của y đối với x là k cùng bằng 2 phần 3. Thế thì bây giờ thầy dịch nghĩa này của câu chữ này để mình rút nghiệm trong câu chữ này. Tỷ lệ của y đối với x thì con thấy là giá trị của y trên x. Y trên x nhá, dự nghiệm nhá, thì mình có thể lập luôn được. Y viết trước, y ở trên tử, x sau y đúng không nhá. Thì đấy là cái cách mình suy luận đó để nhớ theo nghĩa của nó. Rồi tiếp tục công thức, bây giờ mình cần phải tìm công thức đúng không?
công thức người ta bảo là viết công thức của y theo x rồi, vậy k của mình là bằng 2/3 thì lắp vào công thức 1 đó. Vậy công thức này, công thức tính y theo x là gì đó, công thức tính y theo x là chấm y bằng 2/3 k thay vào 2/3 nhá. Đây là công thức mình cần viết y theo x. Rồi đi về tương tự đi về có lẽ là phải xóa bảng của bài 1 đi nhá, xóa bảng bài 1 nhá. Đã viết từ đây đi về để ta nhìn nó rõ, ta muốn giữ lại cái vị kiến thức kia để mình so sánh cho kiến thức mình vận dụng cần dùng cái gì của mình ra cho các bạn từ đây. Thì về xác định hệ số của x đối với y, x đối với y tức là mình phải dùng công thức này, đúng không? Thì từ công thức này người ta suy ra thôi, đúng không? Đấy, ý về đây 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 cũng suy ra đâu chưa, từ công thức một kia đây là đúng không? Đúng chưa? Thì ta có này, ta có y bằng 2/3 x kéo qua, đúng không? Nên mình suy ra x của mình bằng nào, chỗ này viết như nào, như nào thế này là y chia nhá, y chia cho 2/3 tức là suy ra x của mình bằng y nhân 3/2 hay là viết đảo lại là x sẽ bằng 3/2 y. Đây từ công thức thầy viết cuối cùng đó là x bằng 3/2 y. Vậy cái hệ số này này là 3/2 là hệ số của x theo y. Lúc này là x nó có sau, y có trước, ứng với y là giá trị bao nhiêu thì x nó sẽ phụ thuộc vào y, đúng chưa? Nha, trong công thức mình hiểu nghĩa nhá. Như vậy mình khẳng định đó là hệ số tỷ lệ của x đối với y. Hệ số tỷ lệ, hệ tỷ lệ của x đối với y là 3/2. Với bài số 2 này thầy thấy thì so với sách cũ bài này là hay hơn và rõ kỹ hơn. Tức người ta hỏi từng ý rõ kỹ hơn mà mình hiểu được bài này thì mình sẽ làm một cái bài khác. Ở sách cũ ấy, thì nó không được rõ mà người ta vẫn cứ hỏi các yếu tố liên quan đến tại đề này kia thì lại nên là nó không rõ. Thì thầy lưu ý là con hiểu kỹ bài số 2 này này. Đó. Của y theo x, của x theo y nào thì mình sẽ vận dụng cho bài tập sau mình sẽ dùng những cái nhầm. Rồi nhá. Mình viết công thức x là x theo y đấy, công thức x theo y đấy. Ta viết lại thôi. Công thức x theo y là x bằng 3/2 y. Đây là công thức mình cần biết. Thì đây cũng là một cách làm. Còn có thể mình sẽ lại gọi ban đầu là ví dụ thầy nháp phân tích lại với phần của mình. Mình có thể gọi là x sẽ bằng m nào đó nhân với y. Đây là công thức m các không. Thì nhiệm vụ của mình phải tìm m, đúng không? Thì nó cũng kiểu đây là công thức dạng tài liệu này liên hệ với cái công thức cái này bằng cái nguồn hàng số nhân tài liệu kia thì nó cũng là tỷ lệ cộng, đúng chưa? Nhưng mà mình sử dụng luôn kết quả ở trên thằng nào mối quan hệ đó thì ta cũng có được cái giá trị từ nhá. Đây là một cách của cái này mình sử dụng nhanh hơn với cách này của bác. Rồi xong thì về nhận định c thầy đã xóa đi ra đi không? Tại vì mình phải giữ lại cái bảng này để mình điền mà. Thầy xóa ý B nhá. Đấy. Bây giờ muốn điền được cái giá trị của y thì ta dựa vào công thức này. Thay x bằng 15 vào đây thì y theo. Thay x bằng 21 vào đây thì y theo, đúng chưa? Còn muốn tính x thì thay y vào đây thì phải thay vào đây. Thì ta tính x, tại vì lúc này là
x nó phụ thuộc y, còn đây là y phụ thuộc x, đúng không? Đấy. Đấy nhá, bây giờ mình có này. Đấy, thay c nhá, thay thầy gọi công thức này là công thức số mấy nhỉ? 2 nhá. Công thức này công thức 3 nhá. Được chưa? Lúc nãy mình có công thức của phát là 1 nhá. Thay x bằng 15 vào công thức 2 chúng ta có. Đấy, rất rõ ràng là vàng. Y của mình bằng 2 phần 3 nhân với 15 bằng luôn, đúng không? 15 chia cho 3 được 5, 5 chia 2 là 10. Rồi, bây giờ mình điền số 10 đây, 10 đây. Để viết to cho nó rõ. 10 là số ở dưới đây. Rồi, ta lại thay tiếp giá trị x của mình bằng 21 theo được bài cho đây. Vào công thức 2, thế thôi. Ta có y của mình bằng 2 phần 3 nhân với 21 bằng 14, và cũng biết số 14 vào đây, đúng không? Thầy cũng đặt này. Đấy, thầy thấy bài này, bài số 2 này nó hay hơn rất nhiều so với sách cũ ấy. Rồi bây giờ muốn tìm x thì ta thay vào công thức số 3. 2 y bằng 26 vào số 3, công thức 3. Chúng ta có, giá trị x của mình bằng 3 phần 2 y. À đó, nhân 2 nhân với 26 luôn. 26 chia cho 2 được à? 13, 13 nhân 3 là 39. Điền số 39 vào đây. Lại nhé, 39. Tương tự như vậy, 39. Thay đốt tới gì cuối cùng là y của mình bằng 28 vào công thức số 3. Ta có giá trị x của mình phụ thuộc vào y là 3 phần 2 nhân với 28 bằng chia 2 được 14, 42 đúng không? 42 và điền số 42 vào đây là hoàn thành. Xong, bài các chỗ điền là thấy quanh nhá. Đó. Bài này rất hay nhá. Để ý bài số 2 này, ta hiểu bài số 2 này thì sẽ làm rất nhiều các bài tập khác. Nhất là cái câu chữ là x theo y, y theo x. Đây, đây gọi là y theo x. Tức là x vào trước thì sẽ tính được y. Đó. Đây là có y trước thì tính được x. Dùng có y. Rồi nhá, ta sang đến bài số 3. Bài số 3, thầy xóa đi. Con đọc được bài 3. Thử làm thử xem cái sự hiểu biết của mình, cái cách vận dụng, khả năng vận dụng của mình về đơn vị lý thuyết và làm bài tập như này. Còn làm bài số 3. Thầy chưa thì giảng thế là đã tìm hiểu chi tiết, có công thức, có chi chất vận dụng như nào, xử lý như nào, rõ ràng mạch lạc. Thế mà còn không hiểu thì chịu lại xem lại mình. Giờ đọc một bài đi, rồi phân tích xem là mình thấy là cảm thấy mình thiếu vướng thế nào. Thì thầy giảng lại xem mình vỡ ra là tại sao mình thấy mình có hiểu, nó liên hệ với những kiến thức nào và kinh nghiệm nào để mình xong mình có những bài sau. Bài số 3, trang 36. Thầy mời bạn đọc một bài. Ngồi cuối lớp đi, bạn Hoa đọc một bài nữa. Cứ ngồi cũng đọc được. Bài 3. Em đọc là Hỏa Chu Bình thứ 5 lít nước biển chứa 175 gram bụi. Hỏa Chu Bình thứ 2 lít nước biển chứa bao nhiêu gram bụi? Rồi. Con trả lời thầy tổ số câu hỏi. Các bạn cùng trả lời. Đọc lại nhé, đọc lại nhé, đọc lại. Trung bình cứ 5 lít nước biển thì chứa 175 gram muối. Đây là cái bài toán rất thực tế. Và trước đây thầy cũng thử mang đi biển về, thầy mang can nước biển định sách về để mình đun xem cái lượng muối nó được bao nhiêu. Nhưng mà để lâu quên mất thì là nó cố. Rồi thôi, thầy không nhá. Đây là cái công thức tính để mình tính thử xem là nước biển 5 lít nước biển
đây người ta cho này, cứ rồi trung bình 5 lít nước biển thì chứa 175 gam muối. Hỏi trung bình 12 lít nước biển thì chứa bao nhiêu gam muối? Nào, tập trung tập trung để thầy giảng. Ở đây mình xác định là số lít nước biển là một đại lượng, đúng không? Đại lượng thể tích là một đại lượng. Số gam muối là đại lượng thứ hai. Vậy ta hiểu là cứ càng nhiều nước biển thì càng nhiều muối, đúng không? Vậy thì mình hiểu là cái đại lượng về số lít nước biển với cả đại lượng số gam muối trong nước biển đấy là hai đơn vị tỷ lệ thuận, đúng chưa? Vậy tỷ lệ thuận thì mình sẽ dùng một trong các đơn vị nước đây, 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 đây. Thế bây giờ trong ba cái yếu tố này, một định nghĩa, hai là tính chất và hai tính chất, dùng cái nào cho nó hợp lý cho nhanh, đúng chưa? Nào phân tích tiếp nha. Thì ta lập luận là vì số lít nước biển và số gam muối trong nước biển ấy là hai đại lượng tỷ lệ thuận, nên là ta có tỷ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi, thì mình chỉ cần lấy hai cái thôi, chưa? Nhưng mà đây mình gọi, x1, x2, y1, y2 để cho nó rõ đi, ta biến đổi tính toán cho dễ, đúng chưa? Ta gọi nhá, ta gọi, số gam, x là số lít nước biển, rồi y là số gam muối trong nước biển, thì ta có đây, ta gọi x là số đại lượng đấy, đại lượng x nhá, đơn vị thì biết luôn đơn vị lít, gọi x là tôi có x là số lít luôn, đơn vị lít luôn nhá, là số lít. Tôi cũng để thầy dùng từ cho nó hợp lý không đây, lắm đấy. Và x là số lít nước biển, nước biển như vậy được một đại lượng đó là nước biển nhá. Gọi y là số gam muối, số gam muối trong nước biển này, thì ta có này, ta có nhá, ta biến đổi về này. X1 là bằng 5 lít, 5 lít. X2 là bằng 12 lít. Dạ. Còn Y1 của mình là bằng 175 gam. 175 gam. Thế Y2 là cái gì? Y2 chưa biết, đúng không? Y2 chưa biết, còn phải chậm, đúng chưa? Thế ta lập luận nhá. Ngoài các cách trình bày này, mình còn có cách khác thì mình có thể làm gọn hơn. Mà thôi, thì trình bày ra đi. Rồi mình có gì? Vì số lít nước biển và số gam muối là gì? Vâng, vì số nó tập trung tập trung và số gam muối trong nước biển, gam muối mà có trong nước biển đấy, trong nước biển là hai đại lượng tỷ lệ thuận. Bài này có nhiều cách trình bày lắm, mình phải tự trình bày theo tính chất nhá. Nó là tỷ lệ thuận thì tỷ số hai trị tương ứng chúng không đổi nhá. Ta trình bày x1 hay y1, y1 trên x1 bằng y2 trên x2. Chưa? Bây giờ mình thay ra. Thay vào, thay giá trị x1 là bao nhiêu, y1 là bao nhiêu? Y1 là bằng 175. X1 là thay bằng 5, bằng Y2 đang tính, X2 là bằng 12, được chưa? Và ta đi tìm
y ở trong tỉ lệ thức thì ta nhân chéo này chia ra 175 nhân với 12 sẽ bằng 5 lần y 2 đúng quy tắc nhân chéo a phần b bằng c phần d đó, đúng chưa? Và ta suy ra tiếp đó là y 2 là cái thừa số cần tìm. Đây, từ lúc tìm thì lấy tích chia thừa số biết bằng 175 nhân 12 phần 5. Và ta tính toán ở đây không? 175 chia cho 5 còn gì còn nhiều. 100 chia 5 được 20. 75 chia cho 5 được bao nhiêu nhỉ? Được 15. Là bằng 35 nhân 12. Để nhắc nhá, 35 nhân 12 có thể 12. Thì cứ 35 nhân 10 là 350. Còn 2 nhân để yên thầy nhầm. Thầy hướng cái nhầm con bấm máy tính con tính trước này. Nghe này, cứ 10 nhân 35 là bằng 350, còn 2 nhân 35 là 70. Như vậy 350 cộng với 70 là 420, đúng không? Nào, 420 đây, nhầm nhá. Xong mình thử lại xem đúng không? Thử tra lại đi, có thể dùng máy tính đi ca. Đúng chưa? Mình tính ra 420 không? Rồi, nhân 9 nhá, 410 đơn vị là ca. Đúng chưa? Vậy là 12 lít nước biển thì có chứa 425 muối. Kết luận vậy. 12 lít nước biển thì có hoặc chứa trong đó là 420 gram muối. Đó. Tức là nếu mình gọi là đơn vị thì mình hay mua lạng đấy, 4,2 lạng đấy, đúng không? Như vậy thì cũng nhiều đấy nhỉ. Đây là một cách nhá, ta dùng tính chất ngoài ra mình có thể dùng định nghĩa nhá, định nghĩa thì mình có thể gọi kiểu khác, được chưa? Thầy không muốn làm dối. Còn nếu mình không muốn gọi luận này này, thầy có thích nhỉ, không muốn gọi luận này thì ta có thể lập luận vì số tích nước biển và số năm muối trong nước biển là được, vâng, nên là có được luôn cái này, được luôn nhá. Và làm tắt thì mình bỏ luôn cái này và chỉ biết cái này thôi, thì ta trừng chữ y thôi, đúng không? Đây nha, thầy làm tắt này, đây thầy hướng dẫn cái cách khác đấy nhá, thầy không gọi nhá, cách hai, cách hai để mình xem nó như nào. Có cái cách hai đi, cái cách hai là cách hai của bài này, cách trình bày đấy. Thầy có thể chúng ta sửa chút không? Đây, cách hai nhá. Cách hai, mình gọi y là số mà có x luôn được. X thôi, x là số gram muối trong 12 lít nước biển. Rồi. Thì x nó là không và nó bị là gam, nhưng mình gọi là số gam rồi, có được rồi. Thì ta lập luận một câu là vì số gam muối là số lít nước biển và số gam muối là hai đồng tỷ lệ hợp, vì số lít nước biển và số gam muối trong nước biển, tôi thấy viết tắt là gam muối là hai đại lượng tỷ lệ thuận đang có. Và bây giờ thầy sửa các chữ đấy được nhá. Ví dụ mình có 175 trên, tức là đại lượng về số gam muối trên đại lượng số lít thì bằng đại lượng số gam muối cần tìm trên số lít. Người ta hỏi, đúng chưa? Vậy thầy muốn chữ x của nó. Vậy chữ x rồi bỏ y, thế là xong. Gọn không? Đúng chưa? Nhưng mà thầy muốn lập luận cái kia để mình hiểu cách gọn, rồi sau này mình có thể làm cái bài nó phức tạp hơn, mình sẽ sử dụng nó giống đủ. Đấy, tức là thầy thay chữ y
pi 2 là bằng chữ x thôi, đúng không? Đó, bằng chữ x màu đỏ thầy viết đây này. Thế là được một bài hoàn chỉnh mà nó gọn hơn cách trước, đúng không? Nhưng mình phải hiểu là hỏi mình hiểu nghĩa à, mình sẽ phải làm là số gam muối trên số lít, số gam trên số lít, đúng không? Tương ứng xong được chưa? Dễ hiểu không nào? Bây giờ hiểu rồi thì mình vận dụng làm thử bài số 4. Thầy tắt máy quay và mời các bạn lên bảng bài 4. Dựa vào đơn vị kiến thức cũng như bài tập thầy vừa chữa, làm bài số 4 vận dụng.